Thôi, xin mời quý vị đại biểu an tọa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các đoàn vận động viên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2009, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 06 KHUBDTC ngày 20 tháng 2 năm 2024 về tổ chức giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024. Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2024, trên dòng sông Đắk La Thơ Mộng, ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Kon Tum tổ chức giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống nói chung, môn đua thuyền độc mộc nói riêng, là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2009, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Đó là lý do của buổi lễ khai mạc sáng hôm nay. Về tham dự lễ khai mạc giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024, ban tổ chức vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum. Về dự lễ khai mạc hôm nay, ban tổ chức vinh dự được đón tiếp và giới thiệu lãnh đạo các huyện, các đồng chí Rơ Châm Lan, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Gia Rai. Đồng chí Phạm Xuân Quang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tumarong. Về phía lãnh đạo thành phố Kon Tum, xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí Y Hồng Hà, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Măng, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, phó trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố, lãnh đạo 21 xã phường trên địa bàn thành phố đã về tham dự. Ban tổ chức vinh dự được đón tiếp các phóng viên báo đài trung ương và địa phương về dự và để tin, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các công ty du lịch lữ hành, đặc biệt có sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 15 đơn vị đội trọng tài cùng đông đảo quần chúng yêu thích môn thể thao đua thuyền đầy hấp dẫn này. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phó trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Kon Tum lên phát biểu khai mạc giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024. Xin trọng kính mời ạ. Kính thưa đồng chí Y Hồng Hà, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng dân thành phố Kon Tum. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Măng, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố Kon Tum. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, đại diện cho thường trực hội đồng dân thành phố, ủy ban dân phố, ban thường trực ủy ban mặt trận thành phố và các đồng chí đại diện cho ủy ban dân các huyện Sa Thầy, Tumarong, Gia Rai cùng các đoàn vận động viên, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân về tham dự lễ khai mạc sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể các đồng chí, giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024 là hoạt động thứ hai được tổ chức trong chuỗi các sự kiện, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Kon Tum ngày 10 tháng 4 năm 2009, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các đoàn vận động viên, trọng tài cùng toàn thể nhân dân lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thuyền độc mộc có giá trị văn hóa truyền thống gắn bó từ bao đời nay với đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự mộc mạc, đậm chất hoang sơ đã làm cho loại hình phương tiện di chuyển trên sông này trở nên vô cùng độc đáo và đóng vai trò rất quan trọng trong việc đi lại cũng như phục vụ cho lao động sản xuất của người dân. Trong những năm gần đây, loại hình đua thuyền độc mộc đã được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đánh giá có tiềm năng lớn đối với các hoạt động phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.
Giải đua thuyền độc mộc thành phố Tâm mở rộng năm 2024 là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, tạo không khí sôi nổi, hào hứng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố. Giải đua thuyền độc mộc lần này quy tụ hơn 70 vận động viên của 14 đơn vị với 42 thuyền đua đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố Kon Tum của công ty môi trường đô thị và các huyện Sa Thầy, Tum Rông, Ia Rai. Ban tổ chức tin tưởng rằng với sự cố gắng, nỗ lực trong thi đấu của các vận động viên sẽ cống hiến cho quý vị đại biểu, quý khán giả nhiều tình tiết hấp dẫn, nhiều màn rượt đuổi cạnh tranh, thành tích gây cấn và hội đầy cảm xúc. Để góp phần thành công chung của giải, ban tổ chức đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đấu trên tinh thần trung thực, nhiệt tình, quyết tâm cao, chấp hành nghiêm túc các quy định của ban tổ chức của điều lệ giải. Đối với lực lượng trọng tài và các bộ phận phục vụ phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, công tâm, khách quan với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Đề nghị quý vị khán giả hãy cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí sôi nổi, giúp các vận động viên hăng say tích cực trong thi đấu. Trên tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024. Chúc giải đấu sẽ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phan Ngọc Định, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời vận động viên A Mà Lưng, đơn vị xã Cà Ron, thay mặt cho các vận động viên về tham gia giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024 lên tiên thệ. Xin kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa ban tổ chức giải, kính thưa tổ trọng tài và toàn thể vận động viên, tôi vận động viên A Mà Lưng xin thay mặt cho toàn thể vận động viên giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024 xin hứa: một, chấp hành mọi điều lệ của trọng tài, quy định của ban tổ chức; hai, thi đấu trung thực hết mình với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, góp phần cho sự thành công của giải. Xin hứa. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời trọng tài Nguyễn Hải Đăng thay mặt cho lực lượng trọng tài điều hành giải lên tiên thệ. Xin trân trọng kính mời. Tôi, trọng tài Nguyễn Hải Đăng, đại diện cho lực lượng trọng tài điều hành giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024 xin hứa: một, tuyệt đối chấp hành điều lệ quy định mà ban tổ chức đã đề ra; hai, điều hành giải đấu trên tinh thần khách quan, công tâm, vô tư và đúng luật; ba, nguyện đem hết khả năng chuyên môn phục vụ cho sự thành công của giải. Xin hứa. Trân trọng cảm ơn trọng tài Nguyễn Hải Đăng. Và tiếp sau đây, xin trân trọng kính mời đại diện của các đoàn vận động viên, đại diện tổ trọng tài, chúng ta tiến lên phía trước để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức. Ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện của các đoàn vận động viên, đại diện tổ trọng tài, chúng ta tiến lên phía trước để nhận cờ lưu niệm. Và trân trọng kính mời đồng chí Y Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Măng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức, lên trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và tổ trọng tài. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mùa. Xin trân trọng kính mời đồng chí Y Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Măng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban thành phố, trưởng ban tổ chức; đồng chí Lê Phương Nguyên, Ủy viên ban thường vụ;
Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Hà Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Phan Ngọc Định, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố, Phó Ban Tổ chức, đồng chí Dương Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố, đồng chí Lê Thị Bích Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hải An, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng, đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng chí Dương Anh Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố, đồng chí Mai Tân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum, đồng chí Bạch Thị Măng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, đồng chí Rơi Châm Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Rai, đồng chí Phạm Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Ma Rông. Mời các đồng chí lãnh đạo chúng ta cùng lên thả bóng bay chúc mừng thành phố Kon Tum 15 năm tuổi, chúc mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Sau đây, sau tiếng hô 1, 2, 3, mời các đồng chí lãnh đạo chúng ta cùng thả bóng bóng ạ. 1, 2, 3. Xin chúc mừng thành phố Kon Tum tròn 15 năm tuổi. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng các đoàn và động viên, chương trình lễ khai mạc giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024 đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đoàn và động viên cùng toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Và sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta dõi theo phần tranh tài của các vận động viên tại giải lần này. Xin trân trọng kính mời.
thuyền chuẩn bị. Chuẩn bị. Xuất phát. Nội dung 1.000m. Nội dung 1.000m, hiện nay các thuyền đua đã đi đến lượt thứ nhất và đang vòng về đích. Hiện nay hầu hết các thuyền đã qua vòng cua, đến trên đường về đích. Và nội dung 1.000m. Thuyền số 4 của đơn vị xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đang dẫn đầu
đường về đích đoạt đua thứ nhất. Các thuyền cố lên, hiện nay các vận động viên đang tích cực để trên đường về đích nước rút. Khi về đích các thuyền qua dây đích luôn, đi qua dây đích luôn. Xin chúc mừng đoàn vận động viên của xã Sa Bình ở lượt thi thứ nhất. Thuyền số 4 và số 10 của xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đã về nhất ở lượt thi thứ nhất. Nội dung 1.000m. Xin chúc mừng thuyền của đơn vị xã Cờ Giòng về thứ hai ở đợt đua thứ nhất, nội dung 1.000m. Các thuyền còn lại cố lên. Các thuyền chú ý phải đi qua dây đích mới được tính. Các thuyền chú ý đuôi thuyền phải đi qua dây đích mới được tính thành tích. Chúc mừng các vận động viên đã hoàn thành đợt đua thứ nhất của nội dung 1.000m. We'll be right back.
Và đầu biết có lên chuẩn bị về đích rồi. Đã hoàn thành phần thi thứ hai, đợt thi thứ hai của nội dung 1000m. Nội dung thi đấu đã kết thúc. Đề nghị các anh chị trưởng đoàn đưa vận của mình, động viên của mình về vị trí tập kết để chúng ta tiến hành tập kết với màn trao giải. Các anh chị trưởng đoàn sau khi kết thúc thi đấu thu hồi cờ và số đeo gửi cho ban tổ chức và đưa vận động viên của mình về vị trí tập kết để chúng ta tiến hành tập kết. Thank you.
Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban thành phố, phó trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố lên phát biểu bế mạc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Văn, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Kính thưa quý vị đại biểu, với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của ban tổ chức, tổ trọng tài, với tinh thần thi đấu tích cực, sôi nổi, quyết liệt của các vận động viên, đến giờ phút này, giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Trong quá trình thi đấu, các đội thuyền đã cống hiến cho quý vị đại biểu, quý khán giả nhiều pha tranh tài đầy gay cấn, hồi hộp, căng thẳng, kịch tính và đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của quý khán giả. Ban tổ chức đã xác định được các vận động viên đạt thành tích xuất sắc để trao tặng 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 14 giải khuyến khích với các nội dung thi đấu 400m và 1000m. Trao giải nhất, giải nhì, giải ba toàn đoàn cho 3 đơn vị và 1 giải khuyến khích. Ban tổ chức nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích của các vận động viên. Kính thưa quý vị đại biểu, có được sự thành công của giải hôm nay là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị tham gia dự giải, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tất cả các vận động viên, với tinh thần trách nhiệm cao của ban tổ chức, của tổ trọng tài, của các đơn vị phục vụ. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ về lực lượng trọng tài và trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, sự hỗ trợ về phương tiện và lực lượng các chiến sĩ trong công tác cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, sự hỗ trợ về phương tiện nhân lực của tất cả các đơn vị tham gia để ban tổ chức thành công giải hôm nay. Cảm ơn các đoàn vận động viên của huyện Sa Thầy, Tum Rông, Ia Rai, của công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum và các xã phường trên địa bàn thành phố Kon Tum đã đăng ký tham dự giải. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương đã đến dự đưa tin cho hoạt động của giải. Thay mặt ban tổ chức tôi tuyên bố bế mạc giải đua thuyền độc mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024. Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban thành phố, phó trưởng ban tổ chức. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần công bố kết quả và trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải đua thuyền thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024. Ở nội dung 400m. Xin chúc mừng và xin mời vận động viên A Khảo, A Khâm, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Quý dân bạc xin chúc mừng và xin mời vận động viên A Vư, A Trăng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Và quý chương vàng xin chúc mừng và mời hai vận động viên A Cà Rái và A Bà Lư, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Xin mời các vận động viên chúng ta lên bục để nhận giải của ban tổ chức ạ. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Măng, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lên trao giải cho các vận động viên. Mời các bạn viên chúng ta lên bục ạ. Quay chương đồng thuộc về hai vận viên A Khảo và A Khâm, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Quay chương bạc A Vư và A Trăng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Quay chương vàng vận viên A Cà Rái và A Bà Lư, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Mời các câu vận viên chúng ta lên bục để nhận giải. Một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên và xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Măng,
tỉnh ủy viên, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban thành phố, trưởng ban tổ chức. Và tiếp theo sẽ là phần trao giải khuyến khích cho nội dung 400m. Mời các vận động viên A Chuông và A Nháo xã Cà Ron khuyến khích 2. Mời vận động viên A Trảo và A Đua xã Đắc Ra Ba khuyến khích 3. Mời A Cà Láo và A Đanh xã Cà Ron khuyến khích 4. Mời A Biết và A Lương phường Thống Nhất khuyến khích 5. Mời Hoàng Hùng và Lê Thanh Sang xã Gia Tơi huyện Gia Hờ Đà Rai khuyến khích 6. Mời A Ưng và A Gao xã Đắc Bà Là khuyến khích thứ 7. Mời A Đáo và A Chi phường Trường Chinh. Mời các vận động viên chúng ta lên phía trên để nhận giải của ban tổ chức ạ. Và trân trọng kính mời đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phó trưởng ban tổ chức lên trao giải cho các vận động viên. Trân trọng kính mời đồng chí. Và xin cảm ơn đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phó trưởng ban tổ chức. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần trao giải cho nội dung 1000m. Huy chương đồng xin được chúc mừng và xin mời hai vận động viên A Lưới và A Căng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Huy chương bạc xin chúc mừng hai vận động viên A Lan và A Cắt, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Huy chương vàng xin chúc mừng A Ưng và A Bích, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Mời các vận động viên chúng ta lên bục để nhận giải. Huy chương đồng xin mời A Lưới và A Căng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Huy chương bạc xin chúc mừng A Lan và A Cắt, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Huy chương vàng xin mời A Ưng và A Bích, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Măng, tỉnh ủy viên, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lên trao giải cho các vận viên. Nghe những tiếng nói, muôn tiếng cười tỏa sáng trong niềm vui này. Cùng thỏa sức vào cuộc tranh đấu, ta sống cho thể thao, cùng bao nhiêu khát khao, ta hãy vươn mình vào ngày mai, từng bước chiến thắng. Một niềm tin cùng tình yêu, hãy chiến đấu vì niềm đam mê, những khát vọng. Một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên và xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Măng. Tôi trẻ Việt Nam, sức trẻ Việt Nam, ta mãi mãi. Tiếp theo sẽ là phần trao giải khuyến khích cho các vận động viên ở nội dung 1000m nam. Mời vận động viên A Đưng và A Khanh xã Cà Ron. Mời A Lô và A Trư xã Đắc Bà Là. Mời A Đáo và A Chí phường Trường Chinh. Mời A Đương và A Liễn xã Cà Ron. Mời A Tạo và A Mờ Lức xã Cà Ron. Mời Hoàng Hùng và Lê Thanh Sang xã Gia Tơi huyện Gia Hờ Đà Rai. Mời A Trảo và A Đua xã Đắc Ra Ba. Mời các vận động viên đạt giải khuyến khích chúng ta lên phía trước để nhận giải của ban tổ chức ạ. Và trân trọng kính mời đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phó trưởng ban tổ chức lên trao giải cho các vận động viên. Hãy subscribe.
trẻ Việt Nam. Và trân trọng kính mời đồng chí Phan Ngọc Định nán lại sân khấu để tiếp tục trao giải khuyến khích. Và trân trọng kính mời đơn vị đạt giải khuyến khích, đơn vị xã Đắc Ra Va. Mời đại diện của đơn vị đội thuyền xã Đắc Ra Va lấy nhận giải khuyến khích của ban tổ chức. Và giải khuyến khích toàn đoàn á. Trân trọng kính mời đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban thành phố, phó trưởng ban tổ chức lên trao giải cho đơn vị đạt giải khuyến khích toàn đoàn, đơn vị xã Đắc Ra Ba. Một lần nữa xin chúc mừng xã Đắc Ra Ba đã đạt giải khuyến khích toàn đoàn và trân trọng cảm ơn đồng chí Phan Ngọc Định, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban thành phố, phó trưởng ban tổ chức. Tiếp theo, xin được chúc mừng và xin mời đơn vị xã Đắc Bà La đạt giải ba toàn đoàn. Giải nhì xin chúc mừng đơn vị xã Cà Ron và giải nhất thuộc về đơn vị xã Xá Bình, huyện Xá Thầy. Mời đại diện các đơn vị chúng ta lên bục để nhận giải của ban tổ chức. Xin mời đơn vị xã Đắc Bà La đạt giải ba toàn đoàn, giải nhì thuộc về xã Cà Ron và giải nhất thuộc về đơn vị xã Xá Bình. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Măng, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lên trao giải cho các đoàn xuất sắc đạt thành tích cao tại giải đua thuyền thành phố tôi mở rộng năm 2024. Cho quê ta con tung ngày mai, cho quê ta con tung ngày mai. Để quý vị chúng ta trong làm món tay thật lớn nhé. Cho quê ta con tung ngày mai, đoàn. Cho quê ta con tung ngày mai. Ta hát về con tung. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng các đoàn vận động viên, giải đua thuyền động mộc thành phố Kon Tum mở rộng năm 2024 đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đoàn vận động viên cùng toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại vào giải đua thuyền năm sau. Xin trân trọng cảm ơn.